Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề phụ nữ của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng, củng cố chi hội và thu hút hội viên phụ nữ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền Trần Văn Thời đã tổ chức thực hiện chương trình Hướng về chi hội, hành động vì chi hội. Đây là một khâu đột phá góp phần xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền Trần Văn Thời sẽ tổ chức bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, sự tận tâm của đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ. Cung cấp tài liệu sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội, hướng dẫn cách thức, phương pháp giám sát chính sách liên quan tới phụ nữ, trẻ em. Hỗ trợ tuyên truyền giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ tại địa bàn, hướng dẫn phụ nữ xây dựng cuộc sống, phát triển kinh tế và giải quyết một số vấn đề liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Sau khi chương trình Hướng về chi hội, hành động vì chi hội được triển khai, chi hội phụ nữ khóm 9 thị trấn Trần Văn Thời đã tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên. Hỗ trợ đi hướng dẫn chị em dây vốn, rồi sau này tôi thấy câu lạc bộ nấu đám tôi, nó quá trời nhiều, nấu nhiều á. Hồi đó nấu ít, còn làm được, bây giờ nấu nhiều, bây giờ tôi xin ra tôi qua bên nấu. Chỉ còn tài tử thôi, còn chị em mà trong khóm mà cần gì là tôi giúp hết. Mỗi một khi tôi điện họp tổ thì mình phải điện từng người. Nhưng mà khi bây giờ mình biết Zalo, rồi Facebook này kia, cho nên mình rất là tiện. Cho nên mình lên vô nhóm á, cái mà mình điện cho chị em là mình điện cái một là mình, có nghĩa là thông báo tất cả được chị em, rất là mừng. Tùy theo tình hình thực tế cụ thể, các chi hội sẽ được hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ tại địa bàn, hướng dẫn phụ nữ xây dựng cuộc sống, phát triển kinh tế và giải quyết một số vấn đề liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Hướng dẫn sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông trong hệ thống hội nhằm gia tăng sự tương tác với phụ nữ. Thành lập các trang Facebook, nhóm Zalo tại chi hội nhằm tập hợp phụ nữ trên không gian mạng, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội. Song song đó, vận động và phát huy các nguồn lực, vốn, phương tiện sinh kế, học bổng nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em thuộc diện khó khăn tại địa bàn, nhận giúp đỡ để hội viên phụ nữ ngày càng tin tưởng, gắn bó với chi hội, tổ chức hội phụ nữ. Tôi thấy cái chương trình này là rất là thiết thực, tại vì hướng về chi hội thì giúp đỡ được một số chi hội kiểu như là người ta mới tham gia, hoặc là có những chi hội ở thị trấn, điển hình như là thị trấn có những chi hội là thuộc vùng sâu vùng xa, khóm mà thuộc diện hộ nghèo, khóm nghèo của chính phủ thì nó có rất là nhiều vấn đề là khó khăn cho chi hội ở đó. Thì được huyện hội cũng như là tỉnh hội là có cái chương trình hướng về chi hội thì phần lớn là giúp được cho hội thị trấn cũng như là chi hội hoạt động được tốt hơn. Rồi có những cái hoạt động thiết thực là giúp đỡ cho chị em hội viên phụ nữ của khóm từng bước nâng lên, đời sống tinh thần cũng được nâng lên. Thực hiện cái khâu đột phá của nghị quyết đó là tập trung các hoạt động hướng về chi tổ hội, thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng suy nghĩ làm sao là để mình có cái sự tập trung rồi nhấn sâu vào các giúp đỡ các chi tổ hội yếu kém. Thì đã qua thì qua cái mùa dịch đó thì nói chung là cái việc mà sinh hoạt của chi tổ hội thì nó cũng còn hạn chế, tại vì cái đặc thù của phụ nữ là giống như là phải hàng tháng hoặc là hai tháng thì phải tổ chức họp để sinh hoạt này kia, nhưng mà qua cái mùa dịch đó thì cái sinh hoạt này nó cũng còn hạn chế, nên là tụi tôi phải tập trung để mà hướng về chi hội và đẩy mạnh cái sinh hoạt của chi hội. Hướng về chi hội, hành động vì chi hội là một chương trình thiết thực phát động trong các cấp hội toàn quyện Trần Văn Thời, tập trung hướng về các chi hội thuộc địa bàn khó khăn trong công tác tổ chức, tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh. Qua đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, nâng cao năng lực của cán bộ hội các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Các phong trào của hội phụ nữ tiếp tục được thực hiện và mang lại hiệu quả, trong đó phải kể tới phong trào Hùng Vàng, Hùng Vốn.
Trong những năm qua, phong trào này không chỉ giúp cho chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn từng bước làm giàu chính đáng. Căn nhà khang trang của vợ chồng bà Phan Thị Nga vừa xây dựng hoàn thành. Bà Nga cho biết, căn nhà xây dựng trong hơn 6 tháng với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Nhìn căn nhà, ít ai biết được, bà Nga và chồng cũng có những tháng ngày cơ cực làm thuê làm mướn. Bà Nga lập gia đình vào năm 1998. Thời điểm đó, hai vợ chồng chỉ có một mảnh đất nhỏ để sản xuất lúa đủ ăn trong gia đình. Chồng bà phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi, với đủ nghề từ làm thợ hồ đến thợ mộc. Nhờ chị em trong hội viên phụ nữ động viên hỗ trợ, hai vợ chồng bà quyết tâm tham gia vào tổ hùng vàng hùng vốn. Năm 2009, vợ chồng bà quyết định tham gia tổ hùng vàng, khi đó 6 tháng hùng một chỉ vàng 24K. Cần cù chịu khó, đến nay vợ chồng bà đã tham gia 2 tổ hùng vàng, 6 tháng hùng 4 chỉ vàng 24K. Gia đình cũng có được 3 hectare đất để sản xuất, chồng bà Nga cũng có một xưởng để làm mộc riêng. Cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá hơn khi đầu năm nay bà Nga quyết định hốt hụi cất nhà. Bà Nga hốt được 10 cây vàng cùng với số tiền dành dụm tích góp, gia đình bà Nga xây được một căn nhà mà chính bản thân bà đã từng không dám mơ ước đến. Nếu không có thì mình cũng vất vả lắm, tại vì có sẵn mình chơi để mình hốt thì cũng có để mình xây sở đó. Thì mình chỉ sợ phần nào nữa thôi là cũng làm được cái nhà. Cũng nhờ một phần là bên Hùng, bên chị em phụ nữ đó, Hùng vàng Hùng vốn đó để giúp mình đó, giúp chị em làm được căn nhà là cũng mừng. Là hàng xóm của bà Nga, bà Bùi Thị Thêm, hội viên chi hội phụ nữ ấp Tư, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời và chồng là ông Vũ Văn Chiến đã tham gia tổ hùng vốn từ năm 2005. Từ hùng vàng đến hùng tiền, bà Thêm đều nhiệt tình tham gia. Với bà, đây là cách tốt nhất để tích lũy cho gia đình và nhất là có thể giúp cho những chị em khác khi họ gặp khó khăn. Hiện tại, bà Thêm đang tham gia 2 tổ hùng vốn và có được sự đồng thuận, ủng hộ của chồng. Đồng vợ, đồng chồng, tác biển Đông cũng cạn. Vợ chồng bà Thêm và ông Chiến cùng nhau chăm chỉ, cần cù làm lụng tích góp. Nhờ vậy, đến năm 2021, vợ chồng bà cũng xây nên căn nhà tiền tỷ sau bao năm vất vả. 2-3 năm về đây thì nói ngay thì làm nó chặt chẽ hơn nữa. Thứ nhất là bên phụ nữ thì cũng ra xã, thì xã ông chủ tịch xã, phó chủ tịch thì cũng đóng con dấu cho, rồi đưa cho mỗi hộ gia đình một miếng giấy đó để cầm, để theo dõi, rồi để biết đường. Đó là nói ngay là cái đó là còn chắc chắn hơn. Thì ví dụ có xảy ra cái chuyện gì thì cũng nói ngay, cũng có trên người ta xử lý. Hùng vàng cất nhà tiền tỷ là điều không còn xa lạ với chị em hội viên ở chi hội ấp Tư, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Những căn nhà khang trang cứ nối tiếp nhau mọc lên. Không chỉ vậy, không ít hội viên nhờ vào mô hình hùng vốn này mà có thể chuộc lại đất hay sắm máy móc để con cái có cơ sở làm ăn. Càng để thì cái kết quả mình nó càng lời lên, tiền nó cũng lên mà vàng nó cũng lên. Cho nên là chị em phụ nữ cái ấp 4 này là phần đa số là chị em chúng tôi nghèo ấy, là nhờ vào hội đầu tiên là hội nho nhỏ, rồi dần dần hội lớn, dần dần bây giờ lớn hơn. Vậy đó, thì có nhiều những người là đã chuộc được đất na, chứ không phải riêng về tôi. Có người mua được đất, có người chuộc được đất, có người cất được nhà. Tôi thấy chị em cứ mượn qua mượn lại, xong tôi mới nghĩ là bây giờ thì thôi, không thì mình sắp xếp công việc để mình tiết kiệm ra. Đầu tiên thì trước tiên thì là tiết kiệm, sau thì mình được một cái số vốn lớn. Ví dụ ai khó khăn thì tôi cho kêu gọi khoảng từ 10 người hùng vào một tổ, 11 người hùng vào một tổ để mình giúp đỡ cho chị em trong những lúc khó khăn. Thì ai khó khăn đầu tiên thì mình giúp trước, sau đó để những chị kế tiếp. Rồi ai mà có điều kiện thì cuối cùng thì người ta rút. Mô hình hùng vàng hùng tiền từ lâu đã không còn xa lạ với chị em hội viên phụ nữ các cấp tỉnh Cà Mau. Phần lớn hội viên tham gia tổ hùng vốn xoay vòng với bất kỳ hình thức nào đều đánh giá hiệu quả của mô hình, đồng vốn an toàn, không gặp nhiều rủi ro như khi chơi hội. Mọi người đóng góp vào chỉ với mục đích tương trợ lẫn nhau. Mỗi lần họp mặt góp vốn là cơ hội để chị em chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, chăm sóc gia đình nên càng gần gũi nhau hơn. Và cũng chính nhờ mô hình hiệu quả này,
không ít ngôi nhà tiền tỷ mọc lên ở các vùng quê. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh Cà Mau đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các nhiệm vụ trọng tâm cũng thực hiện đạt kết quả khá cao. Xây dựng người phụ nữ Cà Mau đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế. Tuần lễ áo dài ý nghĩa hơn khi có 300 bộ áo dài với tổng giá trị trên 100 triệu đồng được tặng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hội thi dân vũ trực tuyến do Trung ương Hội tổ chức được các cấp hội nhiệt tình hưởng ứng. Có 7 trên 10 huyện thành phố và hội phụ nữ công an tỉnh tham gia. Có tổng số 37 video clip bài dự thi tuyển chọn và gửi Trung ương Hội dự thi 2 video clip. Quyển sách Nữ pháo binh tỉnh Cà Mau trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1964-1975 do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức biên soạn dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2022. Song song đó, công tác hậu phương quân đội được giữ vững với chủ đề Tiền tuyến vững tin, hậu phương nghĩa tình. Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện tổ chức gói 120 đòn bánh tét, 1.550 bánh lá dừa, bánh ú, tặng 702 xuất quà cho tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc, với tổng số tiền hơn 180 triệu đồng trong dịp tuyển quân năm 2022. Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Thực hiện chương trình Xuân Yêu Thương, chia sẻ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các huyện, thành phố đã tổ chức các hoạt động Tết như tới thăm và tặng mẹ Việt Nam anh hùng, các cô nguyên chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các nhiệm kỳ, các chị chi hội trưởng, chi hội phó tại các địa bàn khó khăn. Tặng hơn 3.400 phần quà, 14 tấn gạo, 50 thùng mì, nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các gia đình chính sách, người cao tuổi, cán bộ, hội viên phụ nữ, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật và mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Thực hiện chương trình Bánh tét nghĩa tình, đã tổ chức gói gần 10.000 đòn bánh tét tặng cho hội viên phụ nữ, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch bệnh COVID-19, có 75 trẻ mồ côi được tổ chức hội theo dõi và hỗ trợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã vận động xây dựng 32 cây cầu giao thông nông thôn, 40 căn nhà mái ấm tình thương và 106 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập khá trở lên. Các cái mô hình như là hỗ trợ như là 3 hoặc là 5 cộng 1, tức là 3 hộ gia đình hoặc là 5 hộ gia đình, những cái có những chị em mà có điều kiện tốt hơn, có điều kiện sống tốt hơn, khá giả hơn, sẽ giúp đỡ cho một cái hộ gia đình còn khó khăn trong cuộc sống, để giúp như thế nào để có một sự hỗ trợ nâng đỡ giúp cho chị em đó vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, và kể cả những cái mô hình sinh kế, rồi kể cả những cái chương trình mua bảo hiểm để hỗ trợ cho những cái hộ nghèo thì chị em thời gian qua cũng làm rất là tốt. Và trong thời gian tới thì một số mô hình mà phụ nữ thấy là nó đã có hiệu quả sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Trong thời gian qua, các cấp hội luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, quan tâm xây dựng nhiều mô hình mới, hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tạo được sự đồng tình cao. Phát huy tốt tính chủ động, vận động, khai thác nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hội, nhất là công tác vận động xã hội chung tay chăm lo cho đối tượng phụ nữ, trẻ em yếu thế, người cao tuổi neo đơn trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Đến đây thời lượng dành cho chuyên đề phụ nữ kỳ này đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.